Trên thế giới có rất nhiều những quyển sách bí ẩn mà người hiện đại chúng ta không thể hiểu được. Rốt cuộc chúng bí ẩn ở chỗ nào và tại sao đến nay vẫn chưa thể giải thích được? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cuốn sách đó trong video này. Đầu tiên, Bản thảo Voynich. Bản thảo Voynich là cuốn sách chép tay có hình minh họa được viết bằng một hệ chữ viết chưa từng được ghi nhận trước đó trong lịch sử nhân loại. Bằng cách tính tuổi carbon phóng xạ, người ta xác định rằng bản thảo Voynich xuất hiện vào khoảng đầu thế kỷ 15, giai đoạn 1404-1438 và có thể đã được viết ở miền Bắc nước Ý trong thời kỳ phục hưng. Tên bản thảo được đặt theo tên của Wilfried Voynich, một nhà buôn sách người Ba Lan đã mua bản thảo này vào năm 1912. Toàn bộ bản thảo được viết trên giấy da bê. Dù bị thiếu vài trang nhưng vẫn còn hơn 240 trang sách được lưu lại. Ngôn ngữ trong bản thảo được viết từ trái sang phải. Hầu hết các trang đều có các hình minh họa hoặc biểu đồ. Một số trang là những tờ có thể gấp lại. Bản thảo có kích thước 23,5 x 16,2 x 5cm với hơn 200 trang giấy da, phân thành 18 tay sách. Tổng cộng bản thảo có khoảng 240 trang. Nhưng số trang chính xác phụ thuộc vào việc các tờ gấp bất thường được tính như thế nào. Các tay sách được đánh số từ 1 đến 20 ở các vị trí khác nhau, sử dụng các chữ số phù hợp với thế kỷ 15. Bản thảo được nghiên cứu bởi rất nhiều nhà viết mật mã chuyên nghiệp và nghiệp dư, bao gồm cả những nhà giải mật mã Anh và Mỹ. Tuy vậy, cho tới nay, vẫn chưa có ai thành công trong việc giải mã những thông điệp được ghi trong bản thảo và nó trở thành bản thảo bí ẩn nhất trong lịch sử mật mã nhân loại. Những bí ẩn bao trùm quanh ý nghĩa và nguồn gốc của bản thảo Voynich đã khơi gợi và kích thích trí tò mò và tưởng tượng của nhiều người, khiến nó biến thành chủ đề khai thác trong nhiều tiểu thuyết. Trong vòng 100 năm qua, không một giả thuyết nào được đưa ra về bản thảo này nhờ được sự kiểm chứng từ giới nghiên cứu. Thứ hai, Biên niên sử, điềm báo và tiên tri. Biên niên sử, điềm báo và tiên tri của nhà nghiên cứu khoa học nhân văn người Pháp Carles Lacoste viết năm 1557. Cuốn sách này viết về những điều xảy ra kể từ thời kỳ Adam và Eva. Ông viết về những thảm họa thiên nhiên như lũ lụt, mưa sao băng, bao gồm cả sao chổi Halley, quái vật biển, UFO, cũng như là nhiều chủ đề về kinh thánh khác nhau. Những sự kiện được miêu tả chân thực vượt xa khỏi không gian vật chất mà nhân loại hiện nay có thể lý giải. Ngoài ra, cuốn sách chứa hơn 1.000 hình minh họa khắc gỗ để miêu tả các hiện tượng. Thứ ba là sách đỏ. Carl Jung, cha đẻ của ngành tâm lý học, mắc bệnh tâm thần vào năm 1913. Ông đã bắt đầu viết một quyển sách có tên là Liber Novus vào thời gian này, có nghĩa là The New York trong tiếng Latin. Quyển sách này có bìa màu đỏ và sau này được gọi là quyển sách đỏ, The Red Book. Carl Jung đã mất 16 năm để viết quyển sách này. Ông cho biết trong khoảng thời gian đó, ông đang đối mặt với tiềm thức của mình. Người kế thừa của ông Jung đã cất giấu trong nhiều thập kỷ do không hiểu rõ, mãi cho tới năm 2009 mới tiết lộ. Trong quyển sách có rất nhiều những bức tranh ông gặp ma và thần linh trên đường đến địa ngục. Quyển sách bí ẩn này được một số người cho là kiệt tác điên rồ, nhưng cũng có những người xem nó là trí tuệ vô biên. Thứ tư, các cuộn giấy Ripley. Jerker Ripley là một tu sĩ và nhà giả kim có tiếng vào thế kỷ 15. Các cuộn giấy Ripley được đặt theo tên của ông. Nội dung quyển sách là bí mật tìm ra thuật giả kim trong 20 năm đi khắp châu Âu. Tuy bản gốc của quyển sách đã bị mất, nhưng 23 bản phục chế đã được lưu truyền lại. Cuộn giấy lớn nhất dài tới 6 mét, phủ dày đặc các hình minh họa. Hình ảnh và chữ viết trong quyển sách dạy cách chế tạo hòn đá phù thủy được xem là có thể biến chì thành vàng. Có một số người cho biết đây là nguồn gốc tài sản của Ripley để ông có thể trợ giúp các kỵ sĩ ở Manta và đảo Rhodes. Thứ năm, sách Aurelinda. Đây là bản thảo kỳ lạ xuất hiện vào thế kỷ 19, được viết bằng tiếng Germanic, tổ tiên của tiếng Đức. Quyển sách miêu tả lịch sử gần 4.000 năm của Friesland cổ, thần thoại và tôn giáo. Nó là bản thảo gây nhiều tranh cãi, lần đầu tiên là vào thế kỷ 19. Bên trong quyển sách còn tả về thị tộc mẫu hệ thống trị thế giới cổ cùng những bài học và việc đại lục Atlantic bị đắm chìm. Quyển sách bí ẩn này từng được Đức Quốc xã nghiên cứu và còn được gọi là kinh thánh của Himmler. Một số nội dung này có liên quan chặt chẽ với thực tế. Quyển sách dường như có một sức mạnh kỳ diệu để dự đoán những thay đổi trong tương lai. Thứ 6, Giấc mơ của Polyphily, được xuất bản tại Vince năm 1499. Giấc mơ của Polyphily không có tên tác giả nhưng được xem là do cha xứ Francesco Colonna viết.
Hình ảnh và chữ viết trong quyển sách vô cùng tỉ mỉ, được viết bằng tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, tiếng Ả Rập và tiếng Hebrew do Thái cổ. Quyển sách mô tả Polyphily đi tìm tình yêu trong mơ bằng câu chuyện ngụ ngôn bí ẩn, trong đó có rất nhiều những mật ngữ chưa được giải đáp đã dẫn dắt cho rất nhiều giả thuyết và phỏng đoán. Thứ 7, sách chép tay Seraphini Honors. Bách khoa toàn thư có hai tập này, được viết bởi Luigi Seraphini từ năm 1976 đến năm 1978, chứa đầy những hình ảnh tỉ mỉ để miêu tả một thế giới mơ hồ, siêu thực. Quyển sách được viết tay bằng mật ngữ do Seraphini sáng tạo ra, hoàn toàn không thể giải thích được. Quyển sách bí ẩn này cho đến nay vẫn được các chuyên gia mật ngữ nghiên cứu, thường được hình dung là bách khoa toàn thư kỳ quái nhất trên thế giới. Thứ duy nhất người ta khám phá ra cho tới nay, Seraphinianus, chính là một biến thể của cái tên Seraphini. Bảng chữ cái của nó có khoảng 24 ký tự và chẳng giống bất kỳ thứ gì loài người đã từng tạo ra. Thứ 8 là quyển sách của Serga. John Dee là nhà toán học và thiên văn học nổi tiếng vào thời kỳ nữ hoàng Elizabeth đệ nhất năm 1500. Ông cũng có hứng thú với khoa học bí ẩn và sở hữu một bộ thư viện lớn nhất nước Anh. Một ngày nọ, ông phát hiện quyển sách của Serga được viết bằng mật ngữ bí ẩn. Ông đã nghiên cứu quyển sách này suốt một năm và chỉ có thể chứng minh được quyển sách này là đại cương thần chú ma thuật, không thể giải được mật ngữ trong đó. Trong một chuyến đi tới châu Âu, Dee đã nhờ tới một bà đồng để gửi lời khẩn cầu tới tổng lãnh thiên thần Uriel, và thiên thần đáp rằng quyển sách này đã được đưa cho Adam ở vườn địa đàng. Khi Dee hỏi cách giải mã nó, Uriel nói rằng ông không thể, chỉ tổng lãnh thiên thần Michel mới biết bí mật. Sau khi ông qua đời, quyển sách này bị thất lạc 500 năm. Hai bản của quyển sách này lại xuất hiện ở Thư viện Anh vào năm 1994, nhưng đến nay chưa ai có thể giải mã được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên giúp mình ấn nút đăng ký kênh, like, share và để lại ý kiến của các bạn nhé.